giờ nhìn ra chị nó cũng không có mấy nữa, nhìn gọi là nhìn kỹ mới thấy đâu. Cái này có mà chị bôi chống nắng không có nhìn thấy gì nữa. Ngày nào chị bôi chống nắng. Vâng. Chị uống nhiều. Uống hơi sữa nhiều. Tại vì thật ra laser này nó sẽ hơi khô da, nó cần độ ẩm cao. Cần độ ẩm cao để nó thải ra. Của chị đỡ được 70-80% chưa? Chị chả biết nữa. Là nó cũng kiểu nhá. Như chẳng hạn như là những kiểu những cái chấm chấm tinh không phải là nám đâu. Vâng. Ở mặt mình cảm giác nhìn nó sạch hơn ấy. Vâng. Nó sạch mấy cái chấm tinh tinh, nhìn da nó sáng. Đấy, nhìn nó da nó cũng sáng hơn. Đồng đều. Không phải là không bắn, cái này không phải bắn anh, bắn không phải riêng mỗi nám đâu. Cái chấm gì anh cũng bắn nên nhìn da nó cũng sáng hơn. Vâng. Cái này thì anh ấy bắn cả những cái mụn thâm này hoặc là những cái chấm đấy, đấy. Tinh tinh ấy. Đấy, thế nên là mặt không có cái thâm bao giờ. Bao giờ đây, dạ, ví dụ không may bị một hai cái mụn thì không lo nữa. Đấy, anh bắn hết. Cũng kinh đấy.